Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15, sáng nay các đại biểu tiến hành thảo luận trực tuyến về dự án luật thi đua khen thưởng sửa đổi. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình tham dự thảo luận trực tuyến tại điểm cầu Ninh Bình. Cùng dự có lãnh đạo Sở Nội vụ. Các đại biểu nhất trí cần thiết phải sửa đổi toàn diện luật để thể chế hóa các quan điểm định hướng đổi mới của Đảng về công tác thi đua khen thưởng, khắc phục những bất cập hạn chế của các quy định hiện hành, bổ sung những vấn đề phát sinh phù hợp với thực tiễn và bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật. Về xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp đối với cá nhân, đại biểu Trần Thị Hồng Thanh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình cho rằng, dự thảo luật đã quy định cụ thể hơn các tiêu chuẩn, đặc biệt đã bổ sung thêm tiêu chuẩn có đề tài, đề án, công trình khoa học đã được nghiệm thu và được áp dụng có hiệu quả trong thực tiễn là cần thiết để tránh tình trạng khen thưởng tràn lan. Tuy nhiên, đối với cấp cơ sở là cấp thực thi chính sách pháp luật, để đáp ứng được tiêu chuẩn này là rất khó, vì vậy đại biểu đề nghị. Ngoài tiêu chuẩn có sáng kiến hoặc đề tài khoa học, đề án khoa học nên bổ sung tiêu chuẩn hoặc có tham gia vào việc soạn thảo, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, đề án phục vụ nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương mang lại hiệu quả, được tính là tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở tương đương như tiêu chuẩn có sáng kiến hoặc đề tài khoa học. Về bổ sung các danh hiệu thi đua xã, phường, thị trấn tiêu biểu, đại biểu Trần Thị Hồng Thanh bày tỏ quan điểm tán thành cho rằng phù hợp với chủ trương đưa phong trào thi đua hướng về cơ sở, song cũng băn khoăn về tiêu chuẩn đối với phường, thị trấn tiêu biểu. Để một phường, thị trấn đạt danh hiệu tiêu biểu, thì phường, thị trấn đó trước hết phải là một đô thị có chất lượng, đạt được các tiêu chí của một đô thị văn minh. Tiêu chuẩn phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị quy định tại thông tư số 02 ngày 24 tháng 1 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm có: một là quản lý kiến trúc xây dựng đô thị theo quy hoạch, hai là nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, ba xây dựng nếp sống văn minh đô thị, môi trường văn minh đô thị, bốn là xây dựng phong trào văn hóa thể thao, năm là nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương. Tuy nhiên, quy định tiêu chuẩn để xét tặng danh hiệu phường, thị trấn tiêu biểu như trong dự thảo chưa bao quát đầy đủ toàn diện các yếu tố tiêu chí để đánh giá chất lượng của một đô thị. Do vậy, để đảm bảo đúng tính chất tiêu biểu khi xét tặng danh hiệu tiêu biểu cho phường, thị trấn, tôi đề nghị tại khoản 2 điều 26 bổ sung tiêu chuẩn đạt chuẩn văn minh đô thị và bỏ tiêu chuẩn thực hiện tốt việc quản lý xây dựng đô thị theo quy hoạch, vì trong tiêu chuẩn đạt chuẩn văn minh đô thị đã có tiêu chí thực hiện tốt việc quản lý xây dựng đô thị theo quy hoạch. Đại biểu cũng đề nghị làm rõ đối tượng được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện tặng danh hiệu chiến sĩ tiên tiến, bổ sung thẩm quyền quyết định tặng danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cơ sở và giấy khen hàng năm cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, lãnh đạo các ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, đại biểu Quốc hội chuyên trách ở địa phương, bổ sung hình thức khen thưởng huy chương thanh niên xung phong cho lực lượng thanh niên, đồng thời bổ sung thêm một số quyền cho các cá nhân trong công tác thi đua khen thưởng để đảm bảo tính đoàn kết, dân chủ, khách quan, minh bạch. Một điểm mới trong dự thảo luật là việc bỏ nhạc sĩ, phát thanh viên ra khỏi danh sách được xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú. Nhiều đại biểu cho rằng phát thanh viên không thuộc lĩnh vực nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu, cũng không có cuộc thi, cơ cấu giải thưởng phù hợp để xét tặng danh hiệu, thì việc loại ra là điều xác đáng. Tuy nhiên, đề nghị giữ lại đối tượng nhạc sĩ theo quy định hiện hành, bởi nhạc sĩ đóng vai trò quan trọng trong quá trình tạo ra sản phẩm sáng tạo. Nếu không có nhạc sĩ thì sẽ không có tác phẩm cho nghệ sĩ, ca sĩ biểu diễn. Vì vậy, nếu các nhạc sĩ đảm bảo được các tiêu chí thì vẫn phải được xét tặng danh hiệu. Chiều nay, Quốc hội đã thảo luận trực tuyến về dự án luật điện ảnh sửa đổi. Ngay Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.